Gia đình đó hả? Có món ra nặng luôn. Nặng nặng nặng. Tao nặng. Mụn. Cái cục tao hiện là ổn. Vô trong máy to kìa. Kìa, mặt cục to thiệt mà. Không nhìn vô, nhìn vô không có thấy nhỏ chị Lan nè. Bây nhìn vô bạn không nghĩ to như đi đâu. Được bịch lại cho chị. Không chịu được một A. Con chị 13 tuổi đó, 13 tuổi mà lớn gì sợ. Vậy thì mụn tay dễ sợ đó. Đau quá hả con? No. Đáng thì con, mụn con nhiều lắm. Mà đưa ra để xăm môi. Mới nó có con bạn, con bé họ. Thế bây giờ con môi bỏ còn thâm đen, không thêm màu nữa. Bà nương hay bà đương? Bà đương là mới ăn họ. Chẳng có xí môi trời. Không sao, cứ để làm đi đó. Đi học ở nước ngoài. Sài Gòn về làm đường mà nó hiện đại nấy không có màu. Chắc nó gai chứ. Mưa nắng mưa bỏ hết tâm người người ăn cái chè về cứ uống nước thơm nước đồ ngon ngạn chứ không có màu uống nước thơm đừng nữa.